Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ trầm núi rừng mộc tự nhiên, chuỗi 216 hạt 4 ly mix với đá thiên nhiên, đá dioxide. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn sản xuất trầm zin 100% không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất nha. Chuỗi 216 hạt mang ý nghĩa nhất mãi mãi lộc phát. Sở hữu hạt chuỗi 216 hạt mang đến sự may mắn và tài lộc cho khách hàng nha. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn luôn design nhiều mẫu mã mới theo yêu cầu của khách hàng.